Chào mừng bà con đã quay trở lại với kênh Hoàng Giáp TV. Nghiệm thu công trình nuôi lợn có quy mô là 26 con hộ bị và 6 ô nãi đẻ. Trang trại này thì quy mô khép kín, có chiều dài là 13, chiều rộng là 31. Nên nuôi từ khi là con hậu bị đây, sau đó là nái đẻ, đẻ xong thì sẽ chuyển sang ô bên này để nuôi lợn con, lợn nhỡ. Đấy. Lợn nhỡ xong rồi thì sẽ lùa sang bên này để nuôi thành lợn thịt. Chi tiết của trại này bao gồm là 26 con hậu bị đây. Mỗi lô hậu bị này là 2m2, rộng là 60 phân. Lọt lòng này 60 phân. Thì trại này nuôi 26 con. Sau khi nuôi hậu bị xong thì sẽ chuyển sang nái đẻ. Đấy thì một cái ô hậu bị này bao gồm là một cái vách 2m2 to nhất này. Đấy, một cái cửa đằng sau. Và một cái máng gầu, một cái van nước. Đấy, và 6 cái thanh rằng để rằng các vách này với nhau. Thì một combo như vậy nó rơi vào khoảng hơn 40 cân. Đấy, chi phí khoảng hơn 1,2 triệu đến 1,4 triệu tùy thời điểm. Tiếp theo là đến một ô lợn đực. Ô lợn đực thì kích thước của ô này là 2m2 x 2m4. Một ô to như này có thể nhốt được 2 con lợn đực. Nhưng mà bà con ô lợn đực thì sẽ làm cao lên, cao hơn ô thường kia khoảng 20 phân. Như hiện tại đây là đang cao 1m3. Tiếp theo là đến một ô nái đẻ. Ô nái đẻ này thì có lọt lòng này là 60. Hai bên, một bên sân chơi 80, một bên sân chơi là 40. Thì tổng một cái bộ nái đẻ này khoảng 5 triệu, hơn 5 triệu. Bao gồm đầy đủ thiết bị từ A đến Z, cả công lắp đặt nữa. Tiếp theo là đến ô nuôi lợn con tách cái sữa. Đấy thì mỗi vách cái sữa này là cao 60 phân. Cái sàn nhựa 40m1 này thì sử dụng sữa nhựa nguyên sinh, và cái rãnh của nó là rãnh to hơn, rãnh 1,2 cm, thì để cái phân nó dễ dàng nó lọt xuống dưới hơn. Như trại này thì anh ấy sử dụng là máng đại chứ không sử dụng máng lắc như bình thường. Thì máng đại này là có kích thước là 1m, chiều dài là 1m. Máng này thì có thể chứa được 4 bao cám. Nếu mà máng 1,5 m thôi lợn thịt thì sẽ chứa được nhiều hơn. Mỗi ô này thì Hoàng Giáp thiết kế cho chủ trại là 3 cái tì van nước để lợn con có thể có được lượng nước nhiều hơn để uống, van tiết kiệm nước luôn. Sau khi nuôi lợn con cai sữa thì sẽ lùa sang bên ô nuôi lợn nhỡ đây. Lợn nhỡ thì sử dụng sàn bê tông. Về phần thiết kế ô lợn nhỡ thì cũng tương tự như ô cai sữa, vách cũng là vách cao 60. Tuy nhiên là lên làm sắt to hơn một chút, ví dụ như là nan sắt 10 và sau xong các xương này là sắt phi 18 hoặc phi 20. Ô cuối cùng nhỏ nhỏ này là chủ trại yêu cầu là làm một ô gọi là lợn ô này để nuôi lợn cách ly, con nào ốm thì có thể sang ô cuối cùng. Tiếp theo là sang ô nuôi lợn thịt. Một ô nuôi lợn thịt thì nó sẽ có tùy theo trại mà mình sẽ tính theo là dài rộng bao nhiêu bà con nhé. Đất của bà con bao nhiêu thì mình sẽ chia làm sao cho nó đều. Như đây là diện tích là 6,5 m nhân với 31 m, thì Hoàng Giáp chia cho món ô này là 6 m nhân với 5,5 m. Thì các vách này là hoàn toàn bằng sắt đặc phi 18.
cửa này thì làm rộng 80 phân. Chiều cao cũng để là 80. Tất cả được hàn răng hàng nối rất cẩn thận. Và mỗi ô này sẽ có một cái máng đại 1,5 m. Máng này thì sẽ nặng khoảng 57-60 cân. Đều được bố trí các van nước, ti nước. Hoàng Giáp vừa giới thiệu cho bà con về hệ thống chuồng trại. Đấy, ngoài ra thì trang trại này Hoàng Giáp còn cung cấp cho chủ trại bao gồm hệ thống làm mát. Đấy, đầu kia là cái tấm làm mát nhé, đóng khung sẵn. Đóng khung sẵn bà con về chỉ việc đấu nước thôi. Cái thứ hai là bạt trần. Bạt trần trắng nhôm 5 lớp. Loại này đang là loại phổ biến nhất trên thị trường. Ngoài ra thì Hoàng Giáp còn có những loại bạt xịn hơn, bạt 7 lớp, rồi bạt dày hơn. Hoàng Giáp quay kỹ hơn về phần tấm làm mát cho bà con xem. Tấm làm mát đóng khung inox 430. Lưới này là inox 2L1. Đấy thì đảm bảo cho về độ bền rất là gần như là vĩnh cửu nếu mà inox 2L1. Trên này thì nó có các cây nước dài bù với nhau là vẫn là 1 m. Còn mua về chỉ việc đấu đường nước vào thôi. Ở dưới thì có máng thu. Đây máng thu ra này. Còn đầu còn lại là lắp quạt nhé. Vậy là Hoàng Giáp vừa giới thiệu xong cho bà con sơ qua tất cả các thiết bị về trang trại này. Đấy thì về phần chi phí thì tổng tất cả các thiết bị này rơi vào khoảng 250 triệu. Bà con lấy dữ liệu đấy để có thể tham khảo nhé. Vậy là nuôi được trại có quy mô là 13 nhân với 31, nuôi từ hộ bị đến nái đẻ đến lợn con đến lợn trưởng thành. Thì quy mô là 26 con hộ bị, 6 con nái đẻ, 1 con lợn đực. Thì sẽ chi phí rơi vào khoảng 250 triệu từ A đến Z về phần thiết bị chăn nuôi. Cảm ơn bà con đã theo dõi video và hẹn gặp lại trong một video khác.